bắt đầu hả? Bây giờ con ngủ uống giấc là hết nè. Thôi nín. Thôi bây giờ con vô trong con bật quạt, con ngủ giấc đi cho khỏe nha. Uống thuốc rồi phải không? Rồi uống thuốc rồi vô nằm ngủ giấc đi. Là mày chơi bỏ con. Có đâu. Mến chào tất cả các cô chú anh chị khán giả. Hôm nay thì có dịp đi làm ở Bến Tre, đi về ngang nhà của chị Thanh đó, nên là cũng ghé thăm hai mẹ con của chị Thanh coi sức khỏe của hai mẹ con hôm nay như thế nào. Nhưng mà vô thăm chị Thanh với thăm Hương tí mà thấy Hương khóc quá trời luôn. Không biết là như thế nào mà khóc quá trời khóc vậy. Là sao? Rồi sao khóc dữ vậy? Không có tiền mua bánh mua sữa uống hả? Rồi. Không chứ, không phải lấy đồ mua bây giờ không? Rồi sao khóc dữ vậy hả? Lâu. Rồi, hồi nãy nghe mẹ nói con muốn đi bệnh viện nữa hả? Con muốn đi nằm bệnh viện, con muốn đi thôi à. Thấy trong người sao mà muốn đi bệnh viện? Thôi, nên. Con người sao nào? Muốn đi bệnh viện bây giờ hả? Con muốn nằm bệnh viện. Sao mà muốn nằm bệnh viện? Không, con đau đầu. Máu không về không con. Máu đưa con à. Thôi nghe chú nói nè. Nên. Con nhớ máu về máu mà. Máu về không con. Thôi nên. Khóc quá trời khóc luôn ở nhà ơi. Nhiều khi ở đây là chỉ có hai mẹ con thôi, là có chị Thanh với bé Hương thôi. Nhiều khi cũng không có ai trò chuyện, không có ai tâm sự, nên là nhiều khi chị Hương là cũng muốn qua bệnh viện là có bạn bè, giống như là những người mà bệnh nằm chung phòng đó, thì cũng có người tâm sự trò chuyện. Nhiều khi lâu lâu cũng muốn qua bệnh để mà nói chuyện, có bạn có bè. Chứ nhiều khi ở nhà là anh Út với anh Sáu nè, gia đình của chị Sáu, gia đình của anh Út á, thì ai cũng có gia đình riêng, ai cũng có công việc là phải đi làm thuê làm mướn cho người này người kia, chứ đâu phải là ở nhà hoài được. Nên là nhiều khi Hương cũng nói là cũng muốn đi bệnh viện, cũng thấy cũng đứt ruột gì đâu. Thôi đâu quý vị các bạn xem. Thôi nín con, nín. Con khóc vậy rồi mẹ ở nhà, mẹ ở trong mẹ gầu mẹ lo quá trời kìa. Sao muốn qua bệnh viện đang có bạn có bè hả? Con muốn qua bệnh viện chơi với bạn Trinh nè. Bạn gì? Bạn Trinh. Bạn Trinh hả? Ừ. Rồi ai nữa? Bạn của bạn vui lắm. Mà bạn đó có bệnh không? Có, bạn bị bệnh tâm thần giống con vậy đó. Qua bãi được ăn cơm, ăn cháo, sữa. Có ăn, có bà, có bố đi nuôi. Mà ốc đi nuôi không có chịu. Mà ốc đi nuôi không có chịu à. Giờ mà Út đi làm ở xa rồi, đâu có nuôi con được đâu. Bây giờ nhờ cậu Tư, cậu Ba, cậu Hai rồi mấy cậu nuôi được không? Rồi bây giờ con điện ba coi, con điện ba con trước rồi coi ba con chịu không, chứ giờ chú đâu có quyết định được chuyện này. Là bây giờ chú chở đi rồi ba con không chịu rồi sao mà đâu có được, gia đình của con không chịu, con chú cũng đâu có chở con đi được. Rồi bây giờ con điện cha con coi, cha con chịu đi nuôi con không? Con đưa số điện thoại cho biết rồi nha. Rồi bây giờ lấy đi, chú gọi cho con nói chuyện rồi sao. Nhiều khi Hương là bị trầm cảm đó cả nhà. Nhiều khi ở đây á, là không có nhiều bạn bè, không có ai tâm sự, nên là cũng buồn.
rồi cũng tủi thân nên là lâu lâu cũng muốn đi qua bệnh viện vậy đó, rồi muốn nằm viện luôn đó. Đó, mà có gì muốn đi nằm viện mà giờ đâu có tiền đâu mà nằm viện đây. 9:46. Thôi được rồi thôi nín đưa điện thoại đi chú bấm cho. Rồi giờ chú thấy con cũng khỏe cũng được mà giờ qua nằm viện rồi cha có đi làm rồi sao mà đi qua nuôi con được. Cha đâu có làm gì đâu, tối ngày ra ngoài giường thôi mà. Trời ơi, cha ngoài giường là cha làm cái gì? Cái màn cỡ, cha ghép hơn nghe nhãn. Không bắt máy rồi Hương ơi, hình như là điện thoại của cha hết pin hay gì rồi. Để điện anh hai. Thôi để chút xíu đi rồi chú gọi lại coi được không ha, tính tiếp chứ giờ. Chú không biết đưa con qua là không con được. Qua lên hà, lên Dino con hà. Thôi không được, từ từ đi, để gia đình đồng ý rồi chú mới dám chở đi, hoặc là gia đình chở đi rồi chú mới qua chú thăm con chứ giờ chú đâu có chở đi được nha. Thôi mấy bạn Trinh bây giờ về rồi. Bạn Trinh bây giờ về rồi đâu còn ở đó nữa đâu. Ở đây rồi con đi vậy rồi mẹ con ăn anh nhà ai lo? Kêu anh Hà xuống lo cha, kêu anh Hà xuống nấu cơm. Cha nói vậy hả? Nói nào? Cha không nói nhưng mà hồi đợi năm ngoái con nằm bệnh viện anh Hà xuống nấu cơm chiên trứng làm kho cá. Có khi cậu Sáu múc đồ ăn vô cho ăn nữa. Mà bây giờ nhiều khi anh hai không có nhà, anh hai đi làm này kia rồi đâu có ai đâu mà ấy. Anh hai đâu có đi làm gì đâu, anh hai ở nhà ở ngoài vườn thôi mà. Bây giờ chú Lít đưa con vào bệnh viện đi rồi cho cô Sáu với cô Ba hay là cô Ba lên thăm hả? Không, bây giờ là bữa nào gia đình gọi mấy chú mấy cậu coi có ai đi nuôi mới được, chứ giờ chú đưa qua thì được rồi đó mà không có ai nuôi con ở đó thì sao được. Đúng mà uống thuốc á thì Thương nói chuyện rất là bình tĩnh, rất là đàng hoàng. Khi mà hết thuốc rồi á, Hương nhiều khi mất cái bình tĩnh mà nói chuyện chuyện này chuyện kia mà không đâu dính đâu hết trơn á cả nhà đấy, tội nghiệp. Vô gặp chị Thanh coi sao bữa nay con sao. Cha nói thì sao? Cha con cũng bị bệnh kìa thấy chưa? Nắng này quá trời ai cũng bị bệnh hết trơn nè. Mà con phải uống thuốc đầy đủ là con không hết bệnh nè, chứ con không nói gì đâu. Thôi vậy bừng gì nào hết bệnh đi rồi mới đưa con đi được nha. Chứ bây giờ chú thấy con cũng được, còn bình tĩnh mà. Ở nhà chăm sóc cho mẹ đi. Bữa nào cha khỏe rồi cha đi đưa con đi. Qua bển là không gặp mấy bạn rồi, bữa nay ngày lễ nghỉ lễ mấy bạn đâu có trong đó đâu, bệnh viện đâu có ai đâu mà qua đó. Nay còn nghỉ lễ mà, bệnh viện bác sĩ người ta chưa khám bệnh. Không, con bị bệnh. Biết rồi, biết là con bị bệnh rồi, nhưng mà bác sĩ người ta bữa nay người ta còn nghỉ lễ. Nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 người ta chưa có khám bệnh. Bỏ con, là mẹ chưa bỏ con. Có đâu. Chết rồi, chết mẹ ơi, khủng ơi. Thôi nên thôi nín mẹ thương kìa. Nhà bình thường là khóc gì hoài hả Dĩ Thanh? Ngày khóc mấy lần gì Dĩ Thanh? Thành thấy Hương khóc thì cũng gầu theo luôn rồi. Bởi vậy nhiều khi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà. Sao bình thường em hỏi nè, Hương bình thường ngày khóc vậy mấy lần?
hay là khóc hoài vậy? Vậy là tối có khóc không? Không, tối ngủ. Rồi có sáng là khóc gì hoài hả vậy Thành? Người chị có khóc không? Hả? Nhà chị Thanh bữa nay rùi quá trời rùi rồi. Do là đồ ăn của chị là chị không có dọn dẹp nè, Hương không có dọn dẹp vì mấy cái đồ mà nó lên men nó thúi này kia, bởi vậy nhà chị có rùi quá trời rồi. Để ra Hương nói chuyện với Hương này. Hương ơi, Hương, chú mới nói chuyện với mẹ rồi. Mẹ nói để bữa nào mẹ khỏe rồi mẹ đi khám bệnh rồi con đi khám bệnh luôn. Đưa hai mẹ con đi khám luôn. Bây giờ sao đi được? Con phải giúp đầu. Bắt đầu hả? Con phải mỏi quá. Bây giờ con ngủ uống giấc là hết nè. Con uống nước chưa còn ngủ. Uống thuốc rồi đúng không? Con uống nước rồi mà con vẫn buồn ngủ. Vậy hả? Vậy chút xíu mình nằm chút xíu là mình buồn ngủ à. Thức dậy là khỏe tại vì... Con khi con nước cho bà phê là ngày sáng con mới ngủ được. Chứ mùa lẽ là... Hả? Có phải chú Bullet nhưng mà không giấu con là mẹ trái bà đã còn mới nuôi hả? Đâu có, đâu có giấu con gì đâu. Mẹ con còn sống ở đây mà. Con với lại chú Bullet là biết sợ cho mẹ con ở đây luôn hả? Đúng rồi, cho mà con với mẹ con ở đây luôn. Chứ không có ai đuổi con bỏ con, không có ai đưa con đi đâu hết trơn nghe. Làm giấy tờ cho con hồi xưa rồi, là hai mẹ con ở đây luôn, là từ đây tới già luôn là hai mẹ con ở đây ha, không có đi đâu hết. Nhưng mà giờ chú Bullet chở lên tới khám chút gì liền à? Để chú điện qua bệnh viện chú hỏi thăm coi có ai bữa nay con khám bệnh không nha. Có khám mới được. Lỡ mà không có khám người đâu có được nha. Để biết chú điện coi. Là chú mới điện thoại về bệnh viện rồi, bác sĩ nói là bữa nay ngày lễ người ta không có khám nha. Rồi bữa nay gán dọn dẹp nhà cửa ở nhà đi rồi mình ngủ một giấc cho khỏe đi, rồi bữa nào mình bác sĩ bệnh viện người ta khám bệnh lại mình mới đi khám được nghe Hương nha. Chứ giờ con qua ban con qua con cũng nằm ngoài cửa hả, đâu có vô bệnh viện được. Bữa nào chú chở cho đi rồi thì bữa nào khám bệnh đi chú chở đi. Thôi nên vô mẹ nói gì kìa, vô mẹ nói gì kìa, thì vô chị Thanh chị nói gì kìa. Vô đây nè, mẹ nói chuyện kìa. Khuyên Hương nói, khuyên Hương ở nhà đi chị. Nói Hương gán khỏe, gán giỏi mẹ thương. Hương vô mẹ nói chuyện kìa. Vô ngủ đi con. Vô ngủ đi, giấc hết trơn, bác sĩ nói vậy đó. Bác sĩ nói vậy mà. Dạ, bây giờ nghe chú nói nè, giờ bình tĩnh đi nghe chú nói nè. Là bây giờ con vô con nằm ngủ, con ngủ một giấc. Con vô con ngủ một giấc ha. Rồi để chú ra chú xã chú hỏi giấy tờ của con còn sao, rồi liên hệ với bệnh viện, rồi có gì mới đưa con đi khám bệnh được ha. Thôi nín. Thôi bây giờ con vô trong con bật quạt, con ngủ một giấc đi cho khỏe ha. Uống thuốc rồi phải không? Rồi uống thuốc rồi vô nằm ngủ một giấc đi. Rồi đi không nổi luôn rồi. Suy sụp tinh thần luôn rồi. Rồi sao vậy? Chị thấy Hương uống thuốc đầy đủ, uống đúng thuốc không chị? Thôi chị cũng đừng gồng lo nha, tại vì nhiều khi Hương bệnh mới vậy á ha. Gì Hương hả? Nhớ ba hả? Thôi giờ con nằm ngủ giấc đi rồi mai mốt rồi đi khám bệnh sao rồi ba về thăm con nghe. Rồi con mới giỏi mai mốt rồi mấy cô mấy chú mới mua cái niệm mới cho con nghe. Bật quạt lên cho nó mát nghe. Quạt bị hư luôn rồi hả? Rồi giờ mở cửa sổ ra đi Hương, mở cửa sổ ra đi cho mát nghe. Rồi bây giờ ngủ giấc đi rồi cho khỏe đi, rồi bữa nào chú qua chú thăm chú mua niệm rồi cho nghe. Bye bye nha. Rồi ngủ đi, ngủ giấc đi. Thôi bây giờ trưa rồi, em về. Em đi làm nghe, em ghé thăm thôi. Bây giờ chị ngủ luôn đi, nghe cho khỏe. Rồi Hương cũng ngủ luôn. Chứ bây giờ nhiều khi nói chuyện hoài Hương ngủ không được nghe.
bây giờ chị cũng gắng khỏe để hôm nào em có dịp đi các nhà hảo tâm có giúp đỡ thì em qua em hỗ trợ cho chị đi trị bệnh cũng như là Hương đi trị bệnh nữa nha. Rồi bye bye, chúc chị ngủ ngon. Bye bye. Dạ cũng cảm ơn. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị khán giả rất là nhiều, thì cũng biết cái tâm sự, cái nỗi lòng của chị Thanh rồi cũng như là những cái tâm sự của Hương như vậy đó, thì thấy cũng rất là buồn, tại vì không có hoàn cảnh gia đình thì cũng quá đơn chiếc đi, thì ba một nơi rồi mẹ ở đây sống chung với mẹ mà mẹ cũng bệnh, rồi Hương thì cũng bệnh luôn, rồi không có bạn bè, không có người thân gì hết đó. Bởi vậy nhiều khi Hương cũng bệnh rồi cũng trầm cảm rất là nặng nữa đó, nên là cũng muốn qua bệnh viện để mà gặp bạn bè người thân hoài như vậy cũng rất là tội nghiệp. Hy vọng là thời gian sắp tới sẽ có thêm các nhà hảo tâm và giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình của chị Thanh do hai mẹ con chị bệnh, cũng như là mua đồ thêm đồ đạc. Chứ bây giờ thật sự mà nói thì bản thân em thì không có thể nào mà giúp đỡ cho hai mẹ con được, tại vì gia đình của em ba cũng bệnh nữa, nên là nhiều khi em không có nhiều điều kiện để mà giúp đỡ, nên là cũng rất là mong sẽ được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để mà chị Thanh với Mai Hương sớm vượt qua cái căn bệnh và có cái cuộc sống tốt hơn. Chúc tất cả các cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe và đón xem những video tiếp theo của chị Thanh nhé. Bye bye. Vậy là ổng còn bệnh viện hả? Dạ dạ, cha em còn ở bệnh viện về rồi, nhưng mà bữa hai bữa nó đi rồi, đi vô bệnh viện tiếp. Dạ. Bởi vậy em về, em có thời gian em về em mới đi thăm chị được, chứ nhiều khi em không có thời gian ha. Rồi, bye bye chị. Dạ, có chúc gì không? Chúc hết bài. Chị Thanh cũng vậy nha. Ừ. Dạ, bye bye chị. Bye.